Xin chào tất cả các anh em, đây là cái thùng dầu này nhé. Cái này chắc cũng tầm tầm 350 lít đấy, nguyên đai nguyên kiện như thế này này đó. Không bị móp gì hết nha. Ok, cái này phù hợp cho nhớ mấy cái anh em chạy đường đường dài để thùng dầu ở trên trên remote á. Đấy, các anh em mình cần thì alo ha, 038 9898 100.